lái xe đấy thôi. Ấy, con chó kia dữ lắm nhá. Nghe thấy cái tiếng của nó là đã thấy khiếp khiếp rồi. Đâu nhỉ? Ai là con của bố Vư đâu? Hả? Ai là con của bố Vư đây? Có phải cháu không? Cháu có phải con bố Vư không? Phải. Phải thì thế mấy chị ở nhà không? Ở. Ở. Này xách cái này nhá. Bánh kẹo nhá. Từ từ cùng chú đã. À, Vững xin kính chào các bác. Quay trở lại chỗ nhà anh Vàng Xeo Vư. Năm nay là 42 tuổi. Bị rơi cây, gãy cột sống lưng. Bị thối nửa người. Liệt suốt 10 năm nay. Thế hiện tại gia đình anh thì gồm có xem nào, 4 đứa con, vợ cả anh nữa là 6 nhân khẩu. Đó. Vợ mấy con gái cả thì đi xuống xuôi đi làm rồi. Thế làm công ty chân gà gì đó. Thế hiện tại bây giờ là còn 3 cái đứa con nhỏ ở nhà đi học. Thế vừa đi học vừa về nhà là nấu cơm cho bố, bởi vì là bố bị liệt suốt 10 năm ở trên giường. Thế tí nữa Vương sẽ vào trong đấy quay cụ thể cho các bác. Thì qua những cái nội dung trước mà Vương đi vào đây thì truyền tải lên những kênh ấy, thì cũng nhận được một chút ít tiền trong những cái nội dung đó, thì Vương gửi lại cho gia đình rồi. Thì có nhiều bác là cũng thắc mắc và cũng có trách Vương một tí, là lẽ ra là cái tiền đấy là Vương phải lên giữ lại đấy, giữ lại để kêu gọi đủ cái kinh phí để đưa anh ấy đi viện đó. Thì là trong sau cái nội dung đó thì đến bây giờ thì Vương cũng lại tiếp tục là nhận được khoảng mười mấy triệu các bác nhé, khoảng mười mấy triệu. Thì đây là cái ý kiến của anh Vư cũng như là gia đình, cũng như là hầu hết toàn quý khán giả xem trên kênh, thì cũng có cái mong muốn là giúp anh ấy, đưa anh ấy đi ra bệnh viện để thăm khám, cũng như là xem là có cái cơ hội để mà tháo khớp lắp chân giả hay không, để cho cái cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn. Chứ còn bây giờ thì một nửa ở bên trên thì hoạt động bình thường, còn một nửa bên dưới gần như là bị thối hết rồi các bác nhé. Đấy, ngay chính bản thân anh ấy là người bệnh, anh ấy cũng đã phải chịu đựng suốt 10 năm nay. Với cái thứ hai nữa là bản thân của người chăm sóc là các cháu nhỏ như này chăm sóc cho anh ấy, thì cũng rất là khó khăn cũng như là nặng mồi các bác. Đấy, thì thông qua cái video của Vương thì Vương cũng rất là mong muốn là làm sao được các bác quan tâm cũng như là chia sẻ để giúp cho anh Vàng Xeo Vư có cái cơ hội đến bệnh viện lớn ở trên Hà Nội các bác nhé. Đấy, thì bây giờ thì chỉ là cái kinh phí mà đi lại thôi thì nó đã tiêu tốn rất là nhiều tiền rồi các bác. Bởi vì là như anh Vư thì bây giờ anh ấy bị thối nửa người này, anh ấy nặng mùi, thì bây giờ đi xe khách với người ta ấy, thì nó rất là khó. Mà nếu như mà di chuyển từ đây mà về thủ đô thì là phải thuê cái xe riêng. Xe riêng thì trong khi đó thì nhà anh ấy cũng còn phải là một hai người to cao khỏe mạnh đi cùng để mà bồng bế. Đấy, rồi là đi là ngủ nghỉ ăn uống nữa. Đấy, rất là mong là được các bác quan tâm. Đấy, còn bây giờ thì Vương xin mời các bác vào trong đó để mà thăm hỏi anh Vư. Đấy, cũng như là để nghe những cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh ấy. Đó, để xem mọi người có giúp được anh ấy không các bác nhé. Đâu để chú xem nào. Đấy, và khi mà các bác quan tâm đến cái kênh của Vương, các bác thương kênh của Vương đấy, để nhằm mục đích là giúp cho kênh của Vương có cái kinh phí đi đến những cái hoàn cảnh như vậy ấy, thì là các bác mua hàng ở trên kênh, ủng hộ kênh của Vương ấy, thì các bác vui lòng liên hệ qua cái số điện thoại bán hàng ở trên màn hình của các bác nhé. Hay còn cái số điện thoại của Vương là chỉ có công việc thôi. Bởi vì là mình đang đi làm này có rất là nhiều người gọi, đôi khi là vừa bán hàng tư vấn cho các bác, mới lại vừa là nói về công việc thì Vương không thể nghe hết được. Đấy, còn về cái bộ phận bán hàng, những cái mặt hàng thảo dược đặc sản Tây Bắc thì là các bác liên hệ chỗ Phúc Vi ở trên màn hình, cái số đuôi 993. Đấy, còn của Vương là 092 các bác nhé. Nào bây giờ phát cho mấy đứa đang xem nào. Thế mấy mấy chị đang ở nhà?
À thế gì? Đây đây đây, để. Đấy con cháu phải xách cái này, để chú lấy cái này phát cho mấy đứa. À xin mời. Có biết xin không? Đi học lớp mấy rồi? Cháu đi học lớp mấy rồi? Lớp 2 á? Lớp 2, thế thì nếu mà người lớn cho cái gì thì mình có phải xin không? Có không? Có. Ừ, đây thì bạn này đi học lớp mấy rồi? Bạn này nhìn đẹp trai thế. Con nhà ai? Bố tên là gì? Thấy các cháu thì ở trên này thì nói thật với các bác là không có cái khu vui chơi hay là chỗ nào đẹp đẹp mà chơi đâu. Có đẹp thì phải chỗ leo lên đỉnh núi để mà ngắm cảnh thì đẹp. Đấy, còn bạn này đây. Bạn này đi học chưa? Úi giời, nói tiếng Kinh giỏi thế nhỉ? Tuyệt vời luôn. Thế còn bạn này là đi học chưa? Bạn này đi học chưa? À, ai đi rồi? Cháu đi rồi, đúng không? Rồi, ok. Thế học lớp mấy? Học lớp mấy? Đây, còn chia nốt cho bạn này một cái nữa này. Đây, bạn này, một cái nữa. À, đi chơi không được đùa nhau nhá, bị ngã nhá. Ở trên này toàn đồi đá rồi các bác. Nào, bây giờ đi. Đâu rồi, con bố Phư đâu rồi? Đâu đâu, đi chậm chậm. Đây, 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 chú hỏi một tí đã. Thế mấy hôm nay là bố có khỏe không? Mấy hôm nay bố có khỏe không? Thì anh ấy bảo là cái bộ phận bị thối của anh ấy ở bên dưới ấy, có nghĩa là cả cái đoạn này thối xuống này, thì anh ấy bảo là thời tiết bốn mùa ấy, thì là cái mùa đông này là đau đớn nhất, thì chân nó không còn cảm giác, thì như kiểu là cái vẫn còn cảm giác, nhưng mà ý là cái thịt nó cứng lại như kiểu thịt đông lạnh ấy. Đó. Trời nắng thì nó chảy nó là máu ấy, chứ không phải là dịch đâu các bác, nó là máu đấy. Đâu các chị đâu rồi? À bạn này tên là gì nhỉ? Chú quên mất rồi. Bạn này tên là Nga không phải? Bạn này có phải tên Nga không? Bảy. Thế còn Cú là bạn nào? Còn chị cả tên là Lan đúng không? Đi đâu hết rồi? Xin chào mọi người. Lên đây một hai nội dung các bà các chị là các em là nhận ra Vương rồi. Đấy. Bây giờ thì tiếng Kinh không biết thì thấy nhau chỉ cháo này thôi là ok rồi, có tiếng cười là vui rồi. Em ơi, chào anh Vư. Vâng. Anh Vư có khỏe không? À, hôm nay có mic rồi, được nghe rõ ràng rồi, cháu bật điện lên được không? Cho nó sáng một tí. Đây à, cắm điện đây đúng không? Thế là mấy chị em đâu hết rồi? Ôi, không có điện à? Dây nào ạ? Dây này, cắm điện cho nó sáng tí. Trời, mấy hôm nay lạnh quá anh nhỉ? À, mùa đông rồi. Thế là mấy chị em đâu hết rồi? Lan đâu rồi? Đi vào đây nào Lan ơi. Quên mất rồi, không mang khẩu trang rồi. Không mang khẩu trang rồi. Nào ba chị em đâu, đi về đây nào. Hôm nay là chú lên đây là chú sẽ có một chút ý kiến đấy, với gia đình như thế này. Mẹ với chị gái lớn thì đi làm rồi đúng không? Ừ, còn ba chị em đi về đây. Xin chào Lan. Lan đi vào đây nào. Hôm nay thì còn chào chú Vương rõ ràng thế. Để chú kẹp cái này vào đây. Rồi ok. À, mấy chị em đang làm gì? Đi ra kia rồi. À, đi ra kia gì? Thế mấy hôm nay cuộc sống của mấy bố con thế nào? Có đầy đủ hơn không? Dạ có ạ. Có à? Đã có mắm muối mì chính rồi, gạo cũng như là thức ăn chưa? Dạ rồi ạ. Hôm nọ chú gửi tiền cho thì bảo mua nồi cơm điện, đã mua chưa? Dạ mua rồi. Mua rồi á? À? Dạ rồi. Mua nồi cơm điện có tiện hơn không? Dạ có ạ. Có à? Dạ rồi. Mẹ rồi chị có gọi về không? Dạ có. Có gì? Đâu rồi, bạn Nga với bạn Cú đâu rồi? Ồ, đây. À, ba đứa con nhỏ của anh Vư đây các bác nhá. Đấy, thì bây giờ là trước tiên là chú sẽ nói chuyện với ba đứa như này. Để xem là ý của gia đình nhà mình như thế nào. Đấy, mấy cái nội dung trước thì cũng được một chút ít tiền thì chú cũng đã gửi lại cho gia đình để mua, nói chung là về cuộc sống, đúng không? Ừ. Thế thì bây giờ là hôm nay chú quay trở lại đây. Thì tiền bây giờ là hiện tại các bác là đang giúp thêm được khoảng mười mấy triệu. Đấy, cái tiền này là chú sẽ không đưa cho nhà mình nữa,
mà bây giờ là chú sẽ tiếp tục là nhận sự hỗ trợ của các bác, cũng như là kêu gọi giúp gia đình cháu, đặc biệt là bố cháu, để giúp bố cháu có cái cơ hội đi xuống bệnh viện Hà Nội, bệnh viện lớn ở Hà Nội, đi xuống đấy thăm khám này, xem là có tháo được cái chỗ này ra không để lắp chân giả vào đấy, để bố có thể ngồi được xe lăn và đi lại được bình thường. Thì các cháu có muốn thế không? Dạ có. Có à? Ừ. Đó, không bây giờ thì kể bản thân các cháu thì chăm sóc nó cũng rất là khó, đúng không? Ừ. Thế bây giờ thì tiền thì không được nhiều. Ngay bây giờ thì nguyên cái tiền mà để ngồi xe đi lại thôi đã mất rất là nhiều tiền rồi. Đó, cháu bảo mấy cái đứa trẻ con kia đi ra ngoài kia chơi được không? Để chú nói chuyện một tí, ồn quá. Vì mấy đứa trẻ con nó trêu nhau, cho nên là nói thì các cháu cũng không thể tập trung được. Đó, đó rồi nào, bạn cú đi về đây nào, bạn cú đi về đây nào. Rồi, ok. Chắc là trẻ con này thấy có người lạ đến để quay phim này thì rất là hiếu. Đấy, cho nên là thế bây giờ là cháu có muốn là được bố được đi Hà Nội để chữa bệnh, để tháo khớp, để lắp chân giả, đi được xe lăn không? Có. Nếu mà bây giờ cháu muốn nhá. Cháu muốn thì bây giờ cháu có thể nói với các bác đôi ba điều. Và cháu tên là cháu tên là Lan, đúng không? Con của bố Vư. Đấy, bố cháu như thế, bố cháu rất là khổ, cháu rất là muốn là được ông bà và các bác hỗ trợ cho bố cháu có đủ cái kinh phí để bố cháu đi bệnh viện lớn, đúng không? Học lớp 9 chắc nói được chứ? À, không. Không nói được á? À? À, thế trong ba đứa con của anh Vư thì ai nói được nào? Giơ tay nào. Nếu mà ai mà nói được thì hôm mà bố mà đi Hà Nội thì chú sẽ cho đi cùng. Nếu có cơ hội đủ kinh phí đi Hà Nội thì ba cháu đã được đi Hà Nội bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Có ai muốn đi Hà Nội cùng bố không? Có không? Có hay không? Không muốn đi cùng bố á? Mình phải đi cùng bố mình để biết là bố mình chữa bệnh ở chỗ nào, là bệnh viện lớn như thế nào chứ. Để ở nhà đi học. Để ở nhà đi học á? À. Tại sao lại không muốn đi cùng bố? Tại vì là thầy cô chỉ không đi học. Thế nếu chú xin cho nghỉ học để đi cùng bố thì có muốn đi không? Có. Có à? Ừ. Đã nghe đến Hà Nội bao giờ chưa? Rồi. À, học đến lớp 6, lớp 7 là phải biết thủ đô Hà Nội rồi chứ, đúng không? Ừ. Thế cháu có biết là từ đây về Hà Nội là có xa không? Có. Có à? Ừ. À, thế là mẹ mới lại chị gái mà đi làm ở xuôi ấy, còn đi qua Hà Nội đấy. À, đi làm Hải Phòng đúng không? Dạ đúng. À. Đấy, bây giờ thôi được rồi. Tâm sự với các cháu một tí để cho nó vui vẻ thôi các bác nhé. Còn bây giờ là sẽ trực tiếp là gặp chỗ anh Vư đây. Thì bây giờ là sẽ nói chuyện với anh Vư. Thì bây giờ ba cháu nhé, ba cháu giúp chú vén cái màn lên, được không? À, giúp chú vén cái màn lên. Đó. Và để giúp được và để giúp được anh à. Và để giúp được anh Vư thì hôm nay mỗi à, rồi, ok. Cái kia vắt hẳn cái kia lên. Đấy. Đó. Đấy thì anh ấy nằm đây là bây giờ các bác sẽ được xem luôn. Khi mà các bác xem thì các bác mới có thể hiểu được cái sự đau đớn cũng như là đáng thương như thế nào. Thì bây giờ là anh Vư lại tiếp tục là cho khán giả xem nhé. Đó, thì bởi vì là em vào đây lần nào thì bản thân em thì em biết rồi. Ấy nhưng mà bây giờ có những bác xem được về cái hoàn cảnh của anh thì biết rồi. Nhưng mà có những bác là chưa xem được cái video của em thì chưa biết. Đó. Từ từ. Để anh cứ để đây để em kẹp vào đây. Để mua dùng cái tiền ấy mua vài bao thóc với chính chị kia để cái trẻ con ăn. À đấy ạ. Và dùng cái tiền ấy mua còn 20 mấy bao thóc thôi. À, cái tiền không. Vừa rồi là em đưa là đi mua thóc. Đi mua thóc tại vì năm nay là mới giống.
Nên là mới giống như mà không không có đâu làm đâu cùng các em đi về đấy. Người hơi tí thông cảm cho em nhé. Vâng, bây giờ anh có thể lật ra được không? Ủa? Bảy nữa. Các con đi về đây. Nữa là đây, đây các bác em có thể ghi sát sát vào đây đấy. Đó nó nha. Đấy. Ba đứa con của anh ấy. À, đây để. Tất cả cháu đứng lên để chú cho cháu nhờ tí đã. Rồi các bác. Anh có thể vén cái chăn kia lên một chút nữa được không ạ? Chăn này. Cái chăn ấy. Dạ vâng. Tổ tiên của cô. Đâu các cháu đâu, hỗ trợ bố một tí nhá. Em không đeo khẩu trang ra. Em quên mất khẩu trang rồi. Đấy các bác. Thôi đấy, bọn này. Đang bệnh. Rất là... Nói thực tình là như thế này thì cũng không phải nhiều người dám đến gần đâu các bác nhé. Ôi trời. Gần như là bị hỏng hết rồi. Hỏng. Không dự được. Bây giờ anh còn cảm giác nhiều không? Còn cảm giác nhiều không? Còn đầu đấy. Cảm giác thì nó đau đấy. Đau lắm ạ? Ừ. Kiểu là máu của chảy được dưới kia mà. Nhưng mà vâng. Không hoạt động được, không chịu được là thế. Cái này thì... Quá là khổ chưa? Dạ, nó thì ta mua khẩu trang lần. Mua lưu dễ. Các bác, Vương sẽ ghi hình lại để cho các bác xem lại một lần nữa. Bị hỏng hết rồi. Ôi trời. À, anh Vui. Dạ. À, em lúc nãy em cũng có nói qua một chút thì có lẽ là anh cũng nắm được một chút đúng không? Vâng. Vâng. Thì bây giờ là có rất là nhiều bác là có ý kiến là cũng muốn là giúp anh có cái cơ hội để đi đến cái bệnh viện lớn đấy, thăm khám cũng như là xem là có tháo được khớp hay không. Đấy, nếu mà tháo được khớp thì lắp chân giả cho anh ấy. Thì anh có cái tâm tư nguyện vọng như thế nào, anh có thể bày tỏ để cho các bác hiểu hơn về cái hoàn cảnh của anh được không? Cái này thì anh có nói chung thế này thì gia đình cũng là rất là khó khăn, thì cũng không có tiền để chữa nhớ các bác. Giúp được ít tiền thì cũng đi cũng được, nhưng mà gia đình anh gặp khó khăn thì rất là mong các chú giúp, các chú các anh giúp khổ cho anh một chuyến sang đi xuống dưới Hà Nội, chẳng có tháo được khớp còn nhớ tháo không được thì thôi không có sự nữa. Đã mấy lần này thì nó hỏng hết rồi, nếu lá điều chỉnh giả thì nó có đi điều hay không, nếu đi điều thì mới tháo cái khớp này, nếu không đi điều thì cứ thôi, cứ kể nó không có tiền nữa, gia đình đang nghèo đang khổ. Thì rất là mong muốn các chú thì các anh các chú các bác ở dưới xuôi thì cũng như là các anh các chị ở dưới tỉnh và ở trong huyện Simacai này, mong các anh đoàn thể ban ngành rất là ủng hộ và giúp đỡ cho gia đình đang gặp khó khăn. Tại vì thì mẹ ai cũng không muốn thế này đâu, nhưng mà tại vì thì cũng là rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì gia đình đang nghèo và khổ không có cái gì. Vâng. Rồi, anh rất là mong muốn các chú xem tham khảo ý kiến của các bác ở dưới xuôi và các bác ở dưới ở trong xã và trong huyện, trong ở dưới tỉnh xem có giúp đỡ điều không, giúp đỡ điều thì anh rất là mong muốn
đi một chuyến xuống dưới Hà Nội xem như thế nào. Vâng. Khang để xem cái là cái khơi này có chứa được không? Nếu cái khơi này chứa được thì chứa cái khơi này còn cần phải lát. Nếu chứa được cái khơi này thì chứa được cái khơi này cho chỉnh lại cái khơi này cho hàng vào nhau thì xem có đi được không? Nếu không đi được thì anh em ở trong này bảo là thao cái tranh này thì chỉ sợ sau này cái quảng ở con cháu này đẻ ra sau này phong tục tập quán này đẻ ra một cái loại quang này không có tranh à. các anh các chị các chú bảo thế à. Là sau này đẻ cái lấy cái cháu con trai sau này lấy về đẻ quang không có con trai không có đẻ ra quang thì không có tranh chỉ sợ thế thôi. thì các anh các chú rất là muốn là nếu thầy được thì đi ký thầy, nhưng mà cái tình này nếu chưa được thì chưa, còn chưa được thì thôi xem đi xuống dưới cái chủ xem là cái hai cái khớp này có lát được dính vào nhau không. Nếu lát được dính vào nhau thì dưới này đỡ phải thúi ra, đỡ phải bệnh ra. Vâng. Chắc là lát được cái khớp này hàng được với nhau thì như cũ thì không đi được, nhưng mà ở dưới này con khu thì con ra nước thối ra nước thì có tu rồi, nhưng mà tại vì trước cái tranh này ít nhất phải có người ta bảo là có phải 1 tỷ hay là không 1 tỷ cũng 500 triệu, nhưng mà gia đình là bán hết cái mảnh đất này thì ít thôi, là anh em chia nhau ra đất bố mẹ cho đất thì cũng ít thôi để anh em của anh này của anh già bố mẹ đẻ ra là anh em chia ra cái mảnh đất này không ý rồi không có cái gì à. Vâng. À, chàng cam ba các chú ở dưới suy và các trong xa và trong huyện dưới tỉnh có giúp điều cái gì không? Nếu giúp điều thì đi xuống dưới cái chủ lại xem cái tỉnh này có chưa điều không, còn chưa điều thì thôi cứ kể đấy không chứ hỏng hết rồi, 10 lạng rồi, không chưa điều thì cũng chưa được, cũng mà không chưa được cũng Trước đây là anh đã từng đi bệnh viện lớn ở Hà Nội chưa? Chưa, anh đi dưới bệnh viện đa khoa Cang Đường thôi. À, đấy ạ. Nam Trang Dương đấy. Ừ. Đi con đi chưa ở dưới Nam Trang Dương này. Nàng ngoài đi thao điện ở dưới Cù Sống này này. Vâng. Nàng ngoài vừa mới đi thao về. Thao này đi cố định cái này. Thế nếu như bây giờ mà các bác mà giúp anh một cái khoản tiền để anh có cơ hội xuống viện lớn ấy, thì ai sẽ cùng anh đi? Nó thì giúp được thì quẩy chị gái của bọn anh về thì cùng anh đi. Và mẹ của nó xài xe lắm. Nhớ còn được thì hai vợ chồng đi cũng được. Hai vợ chồng anh có đi á? Ừ. Hai vợ chồng anh thì vợ anh làm sao bế được anh? Bế con đường nhưng mà phải đi hai người, tìm một người nữa, tìm một người em anh trai hay là cháu, cái là cháu rồi đấy. À, mấy người biết tiếng ấy, ở dưới xuôi kia người ta nói tiếng không hiểu mấy nha. Vâng. Thì người ta toàn là người Kinh đen thôi. Nói không, trong anh ạ, tất cả những cái thủ tục vào viện hay đi lại thì em sẽ lo hết. Vâng. Đấy, còn anh chỉ đi nhà mình cũng có anh em mà đúng không? Vâng, nhà mình cũng có anh em. Thì nhờ các chú. Nhờ chú đi hụ, đi cộng hụ. Phải 2-3 người đấy, chứ không phải 1 người đâu. 2 người, ý nhớ là 2 người. 2 người to cao khỏe mạnh thì mới có thể đi cùng để còn dìu bế anh. Vâng. Đấy. Vâng. Mà như anh đi thì bây giờ là phải thuê xe riêng rồi. Thuê xe riêng rồi. Ừ. Đấy, thì nhiều bác thì cũng có bảo là thuê xe ở bệnh viện đấy, thì nhưng mà các bác phải hiểu rằng là nếu như anh Vư là người đang ở viện thì thuê thì nó sẽ rẻ, nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình là người ngoài không ở trong viện ấy. Mình không phải là bệnh nhân ở trong viện thì đi thì mình bằng là mình thuê riêng thì nó rất là đắt. Đúng rồi. Đấy, là ngoài đi thóc hơn về cả đi là mới gần 6 triệu. Gần 6 triệu à? Vâng. À, anh đi xe chứ gì? Này. Anh đi xe buýt mà. À, đi xe buýt à? Vâng. Người ta thuê người ta chở đi, thuê người ta chở về. Ừ.
mới ba triệu tính ra thì ăn là mới còn 12 triệu là mới đi thao cái đình ấy. Không, đấy là anh đi lâu rồi à, còn lâu. Bây giờ thì nó giá cả nó khác à. Trời khổ quá các bác nhìn này. Bây giờ anh suốt bao nhiêu năm nay anh nằm như thế này thì anh khó chịu như thế nào, anh có thể nói được không? Ôi, lúc đầu thì rất là khó chịu, không làm được cái gì, không làm được, không đi được. Dưới này đau, ở trên này là đau, khó chịu lắm. Thế cái lúc, đau thì anh sẽ vượt qua như thế nào? Lúc đầu thì anh cứ làm sang bên này, không làm được sang bên này, làm sang bên này, nó lại, ở dưới này nó lại hở ra, hay thối ra. Chỉ làm bên này đây, chỉ làm sang lang sang nghe sang bên này, làm bên này đây, làm thì mình anh chỉ đau ở ở ngoài da, nó ngứa ở ngoài da hay là mình đau cả ở không trong thấy ngứa xương? Thì chỉ thấy đau thôi, đau ở trong xương à hay là như thế nào? Chẳng biết đâu, trong xương, đau trong thịt, đau trong xương hay là đau trong thịt ấy, nó đau 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 nhưng mà nó đau chẳng biết đâu, đau đau toàn làm bụt. Hai bàn tay này đau hết, hai cánh tay này. Số giờ ở lại. Thế là bây giờ là bản thân anh cũng như là gia đình là có cái nguyện vọng đấy, là được mọi người giúp để có cái cơ hội đi. À, quên mất chứ là lấy cái thẻ của chú đi đi chữa bệnh thì tên của anh thay cái tên của chú có giờ đi không nhỉ? À, không không được đâu. Lấy cái thẻ cái thầy chưa vừa vừa vàng vàng không tìm được thẻ. Lấy thẻ của chú đi, chú tìm là vàng cho lưu. Không không được, thẻ của ai thì phải người đấy mới được hưởng. À, bây giờ nhớ đi thì làm lại hồ sơ cũng được không nhỉ? Anh có thẻ bảo hiểm gì? Có, nhưng mà... Anh có bảo thẻ, bảo hiểm dân tộc hay là thẻ bảo hiểm cựu chiến binh hay thế nào? Thẻ bảo hiểm dân tộc thôi. Dân tộc à? Không à. Nhưng mà em nghĩ là cái này thì bảo hiểm nó sẽ không chi trả. Bởi vì là bảo hiểm nó chỉ chi trả ở trong cái góc độ là trong cái khoản bảo hiểm có thể chi trả được. Hay còn những cái bệnh nó khác. Bệnh nó khác. Cần sử dụng những cái loại thuốc nó cao cấp hơn ấy, thì là mình phải mình phải mua riêng. Rồi. Mình phải thanh toán riêng. Đúng. Đấy. Ôi giời, nhìn này, anh lật chân lên được không? Anh có thể lật chân lên cho các bác xem được, bị bẹp hết hẳn một cái, chân luôn. Tối là đẩy tôi này là hết. Đẩy tôi con danh thịt. Ui trời ơi. Thế anh phải ra sức rồi anh mới lật được. Các bác nhìn. Ra sức mới lật được. Không ra sức thì không lật được. Bẹp hết thịt. Ôi trời. Đấy, khi mà anh ấy lấy cái chăn anh ấy che thì còn không có mùi các bác nhé. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà khi mà lật chăn ra nó thối rồi. Lật chăn ra một cái thì đúng là kiểu là thì đông lạnh mà. Vâng. Bây giờ thì lạnh nữa. Lạnh nữa, đát chăn này nóng ở dưới, đau này nóng ra, vâng. Một cái thối ra. Được rồi anh ạ, được rồi ạ. Ôi. Ôi. Có khi là nhiều người là không dám đến gần. Cũng ôi, là... người ta không dám nhìn đâu, người ta sợ ha. Vâng. Tay của anh này. Vâng. Đây, mấy hôm nay, chú này, anh bảo là anh có chú có dám xem không thì vâng. Nguy hiểm lắm, trên này không có dấu, rất là nhiều người không dám nhìn nó, có mấy người bảo là sợ lắm nhìn cái tranh của anh ấy. Vâng. Đó là tử vong rồi, cái này nhìn thì cũng rất là ghê. Sợ thật rồi, sợ rồi, có những người sợ còn gọi một trẻ con không biết gì mà trẻ con cứ về nhìn thôi. Dạ vâng. Nhìn tranh của anh. Anh bảo là mày không sợ à? Tôi bảo là ừ, là ông thì không bao giờ sợ đâu. Vâng. Đấy, bây giờ thì gần như là ba đứa con của anh là vừa đi học
Ngày sáng ra thì nấu cơm, cho cơm vào đây cho bố. Xong là anh đói thì anh phải tự lấy ăn. Còn các cháu thì đi học thì sáng đi thì tối mới về. Đấy, rất là khổ các bác. Đấy, một người đàn ông trụ cột của gia đình. Đấy, đi làm không may là bị rơi cây các bác nhé. Đấy, bị gãy cột sống liệt suốt 10 năm nay. Nằm ở trên giường. Đấy, vợ con chăm sóc. Thậm chí là bây giờ còn ba cái đứa con nhỏ nhỏ. Đấy, rất là khổ. Em thực ra là mỗi người thì khắc khổ một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà em đến đây thăm hỏi động viên cũng như là muốn chia sẻ những cái hình ảnh này lên cộng đồng mạng. Hay có thể là các bác trong và ngoài nước xem được. À, cô, mình thấy cô đưa con cháu tặng đâu này cô. Mình thấy chung rồi cô. Mình nào cô. Này. Thì mỗi người sẽ giúp anh một chút ít để anh có cái... Cái nào cơ? Có cái cơ hội. Anh được về Hà Nội. Ôi trời. Đâu, mấy đứa về ngồi ở đây được không? Để cho chú xin một kiểu ảnh đi. Đấy, có thể là cơ hội sẽ đến với lại anh Vư sẽ nhiều hơn. Rồi, mấy đứa con nhìn thẳng vào đây nhá. Ôi trời, đáng thương, xinh gái quá. Rồi, ok. Rồi. Đấy, ba đứa con cũng rất là đáng thương. Cháu nào nhìn cũng rất là xinh xắn và nói chuyện rất là hiền hậu, đáng yêu các bác nhé. Bố lại có một cái hoàn cảnh như vậy nữa thì thực sự là rất là đáng thương. Nhưng mà lẽ ra là những cái công việc chăm sóc này là phải một người lớn đấy, thì mới có thể chăm sóc, phục vụ cho anh Vư được. Đấy, nhưng mà tại vì là hoàn cảnh gia đình ấy, thì mẹ cũng như là chị gái lớn thì đi làm rồi. Thế bây giờ ở nhà chỉ có ba chị em thôi. Đấy, vừa đi học vừa chăm sóc bố. Đấy. Còn anh Vư thì tất cả mọi thứ là sinh hoạt, ăn uống tại chỗ rồi. Đấy, như các bác xem thì các bác cũng có thể là nắm được rồi. Đấy, thông qua những cái chương trình của Vương truyền tải lên video thì cũng rất là mong là nhận được sự quan tâm, đóng góp của các bác để cho anh ấy có cái cơ hội về bệnh viện lớn thăm khám tháo khớp để cho cuộc sống của anh ấy có thể là tự tin hơn, cuộc sống tốt hơn các bác nhé. Thế anh Vư nằm nghỉ đi nhá. Em rất là mong là anh sẽ có cái cơ hội và có cái duyên với toàn thể các bác đang xem video của em để có thể đưa anh đến bệnh viện lớn anh nhé. Anh hãy cứ lạc quan như hôm nọ mà em đến. Anh Vư mặc dù anh ấy nằm như vậy thôi, hôm nọ Vương đến Vương ghi hình anh còn hát tặng hai bài nữa cơ. Vâng. Anh về dưới tăng đường lấy cháu ghế. Vâng. Cháu mới đây anh đi bác giờ phám pa hai lần đi dưới rồi. Vâng. Vất vả công vừa qua rồi. Chúng ta bảo là làm lính thì vất vả công vừa qua thì bởi có khăn công vừa qua rồi nhưng mà không có điều ấy khó khăn này để rơi vào tình trạng ấy. Vâng. Gia đình nó khổ. Vừa qua ba lần đi dưới. Hay là anh có thể gửi cho khán giả một bài hát được không? Có chứ. Có à? Vâng, thế em... Mua đẻ sủ dứa rồi nè. Để em... để mấy giờ đây nhé. Nè, mua có đẻ sủ dứa rồi. Đây nà sủ ấy, tinh tinh à. Cô chăn nó áp với cô xá rồi, cô vô chọc vô nó. Chá mà, từ từ là cái cháu lấy quyển sủ của anh đi trên bài hát của anh về đấy. À. Vâng.
Anh còn có cả quyển sổ chép có bài hát à? Người tặng ba. anh là đọc thông viết thạo đúng không ạ? Vâng, anh lâu lắm rồi không hát rồi nhưng mà có mấy đoạn không nhớ mấy. Vâng, đấy. Một cái người mà. Sao sao nè nè. Nhớ lúc qua xuống mà cô đẩy nà sử lúc 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 à, đẩy cô đẩy cơ, tên tên tớ sáng đồ cô. Rất là lạc quan. Dạ đẩy cái. Đẩy cái lúc lúc à cô à. Bù ha. Không thấy à. Ai đại sư đưa đưa mẹ ở đây dự khai áo chán tổ hồn hoài nè. Dính lăng hết. Đâu bố, bố cất ở đâu? Đây trong kia. Ôi trời. Có à. Có thấy không? Sao thiếu cái làm mà cô? Anh còn chép vào trong cửa sổ ấy. À đây rồi á. Mua rồi, mua rồi, mua. Rồi, mang đi cho bố. Tăng, tăng, cho bố. Tăng là sư lưu lưu à cô à. Đưa đưa em xem nào, xem anh ghi chép như thế nào đây. À, đây này thì cái này cái loại này không phải. Ta đưa 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 để cô. Cúp vào thâu thâu tiếng em mà cô. À, tổ cụ cái này không phải đâu. Cái này thì... cái này không phải nhưng mà không phải. Cái này. Nhưng mà anh có mệt không? Nếu mà mệt thì thôi. Không mệt đâu. Không mệt á? Vâng, nếu mà mệt thì thôi, có khi là anh lại yêu đời như thế thì mới có cái động lực và cái tinh thần như thế để mà vượt qua cái hoàn cảnh của mình. À, anh ấy cho con gái tìm mãi mới thấy cái quyển anh ghi bài hát đúng không ạ? Đúng rồi, ghi bài hát. Đâu, để em xem anh ghi bài hát như thế nào đấy. À, đây. Bài này là bài gì đấy? Bài đi này trên đường bác cùng chúng tôi hành quân ấy. À, đấy ạ. Bác kinh bác Hồ đang cùng chúng tôi hành quân. À, rồi. Bài bài này là bài bài gì ạ? Bài đời mình là một khúc quê hình ấy. À, rồi. Bây giờ anh hát bài nào đấy? Bài này là bài vì nhân dân quê mình. À, vì nhân dân quê mình. Và nhiều bài đó. Bài bác anh em ấy. Dạ vâng. Cô mì tay băng ấy. À, về cô mì tay băng ấy. Vâng, thế anh hát đi. Về... không biết ông hát bài nào nhỉ? Bài nào mà anh cảm thấy thuộc nhất mà yêu thích nhất? Thì với anh yêu thích nhất là bài đi nay trên đường và lại nha. Rồi, ok. À, mình bắt đầu hay nha, hay nha. Vâng, vâng, anh hát đấy. Đứng trên đường hành quân gió mau chạy nhiều rồi anh cũng hay mấy. Vâng, chủ yếu là cái tinh thần của mình là được anh ạ. Trong sông đã cuốn tiếng bước theo con đường có bán ở ngang hồ xin công ta dừng lên người dừng đến tôi đang cảm hình tiếng chiếu sang người cờ xa cuối thăm lăng lánh xoay xa đường châu đi đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà vẫn còn tiếng sương lượn thì ta còn chính đó quê xa nó đi lời ba thứ rụt lời ba vang lên tiếng con bác kính yêu đã không trông cháu hành quân hôm nay ba ngoài cỏ nông thôn đã lùi không phải lang sương ba không đòi quân đi chiến gì nỗi sợ vẫn nhớ sẽ vẫn trong yên hiền bóng ba cả đất quốc tiếp theo như người tha đủ điền biển năng nào vòng người ba giữ chính hào vòng người ba giữ chính hào cờ xa quê thân lăn lây xoay xa đường châu đi đi ta đi giải phóng miền Nam khi quê hương nhà vẫn còn tiếng sương lượn thì ta còn